Những cơ quan thông tấn của Nga dẫn lời Thứ trưởng Quốc phòng Nga Nikolai Pankov ngày 7 tháng 10 loan báo, Nga đang xem xét kế hoạch khôi phục những căn cứ quân sự ở Việt Nam và Cuba, từng là những cột trụ sức mạnh quân sự toàn cầu của Liên bang Xô Viết thời chiến tranh lạnh. Nga hạ cờ tại căn cứ tình báo tín hiệu Lourdes ở Cuba và căn cứ hải quân nước sâu Cam Ranh ở Việt Nam vào đầu những năm 2000 như một phần trong kế hoạch giảm dần sự hiện diện quân sự của mình trên khắp thế giới sau khi Liên bang Xô Viết sụp đổ. Nhưng kể từ đó, chính sách đối ngoại của Nga đã trở nên quyết đoán hơn, dẫn tới căng thẳng với Mỹ và những đồng minh của Mỹ về những cuộc xung đột ở Ukraine và Syria, cũng như sự hiện diện của binh lính NATO ở Đông Âu cùng những vấn đề khác. Ông Pankov cho biết Bộ Quốc phòng Nga hiện đang xem xét lại những quyết định trước đây về việc đóng cửa những căn cứ này, nhưng từ chối không cho biết chi tiết. Hãng tin Reuters cho biết là Bộ Ngoại giao Việt Nam chưa hồi đáp ngay tức thì yêu cầu của họ đòi bình luận về thông tin này, và họ không nói chuyện được với quan chức Cuba nào.